Chỉ trong 3 tháng đầu năm nay, người Việt đã chi gần 20.000 tỷ đồng cho việc mua điện thoại thông minh. Doanh số smartphone bán ra đạt 3,6 triệu chiếc. Theo số liệu thống kê của hãng GfK, chính xác người Việt chi 19,8 nghìn tỷ đồng, mua 3,64 triệu điện thoại thông minh trong 3 tháng đầu năm 2017. Con số này tăng so với 17,8 nghìn tỷ đồng cho 3,47 triệu smartphone cùng kỳ năm ngoái. Như thường lệ, tháng trước Tết truyền thống là thời gian người Việt chuộng sắm điện thoại di động mới. Theo thống kê, có sự dịch chuyển về tầm giá trong quyết định chọn mua smartphone của người Việt. Cụ thể, bên cạnh smartphone phân khúc giá rẻ từ 2 đến 3 triệu đồng chiếm tỷ lệ cao nhất, thì smartphone giá tầm trung, cao cấp từ 4 đến 6 triệu đồng và từ 6 đến 10 triệu đồng lần lượt chiếm vị trí thứ 2 và thứ 3 trong nhóm smartphone được lựa chọn mua nhiều nhất. Điện thoại thông minh dùng Android vẫn là lựa chọn nhiều nhất với tỷ lệ người dùng tại Việt Nam là hơn 90%.